Thưa quý vị các bạn, Nguyễn Ly rất vui được đồng hành với quý vị các bạn trong bản tin Nóng Sài Gòn phát sóng ngày hôm nay 22 tháng 7. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong 24 giờ qua. Ngày 22 tháng 7, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành và Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thông tin sẽ gián đoạn cung cấp nước ở một số các khu vực tại quận 3, quận Tân Bình, quận Tân Phú từ đêm nay để thực hiện công tác đóng van, khoanh vùng rò rỉ, phục vụ công tác giảm thất thoát nước. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 22 tháng 7, người dân phát hiện tầng thượng của căn nhà trong hẻm 457 Bình Thành, thành phố Hồ Chí Minh bốc cháy nên hô hoán tìm cách dập lửa. Ít phút sau, đám cháy lan rộng và bùng phát dữ dội, tạo cột khói đen xì bao trùm cả khu vực. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07 công an thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt cứu được 5 nạn nhân mắc kẹt ở tầng 2 đưa xuống đất an toàn. Ngày 22 tháng 7, đội cảnh sát giao thông An Sương vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an quận 12 điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một thanh niên nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 21 tháng 7, nam thanh niên điều khiển xe máy biển số tỉnh Bình Phước chạy trên quốc lộ 1A hướng từ An Sương về thành phố Thủ Đức. Đến địa chỉ số 2309 phường Tân Hưng Thuận, quận 12 thì bất ngờ va chạm với ô tô chạy cùng chiều, đang di chuyển rẽ hướng vào cây xăng. Thanh niên điều khiển xe máy ngã xuống đường bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương được người dân sơ cứu ban đầu và di chuyển vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ngày 22 tháng 7, Công an quận 12 phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ nam thanh niên nghi ngáo đá chém hai cô gái trọng thương. Vào sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng hô hoán tại tiệm massage trên đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Nhiều người chạy đến kiểm tra phát hiện một nam thanh niên cùng hai cô gái bị thương. Theo một nhân chứng kể lại, nam thanh niên có biểu hiện bất thường, nghi do ngáo đá đã tấn công hai cô gái bị thương. Các nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu sau đó. Thưa quý vị các bạn, tiêm vaccine phòng bệnh là việc làm cần thiết, nhưng người dân cần có kế hoạch tiêm dài hạn đầy đủ, không nên nghe tin có dịch mới đổ xô đi tiêm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động. Phòng bệnh đó là công việc suốt đời của mình, bởi vì kể cả mình chích một liều thì cũng không có hiệu quả bảo vệ, phải hai liều trở lên và chích tiêm nhắc đầy đủ thì mới có giá trị bảo vệ cho mình lâu dài. Cho nên nó chủng ngừa là một điều rất tốt. Mình nên thực hiện mà không phải là thực hiện khi mà được báo đăng hay là loan tin, mà là mình nên đến cơ sở tiêm chủng để được tư vấn tốt nhất về các cái bệnh truyền nhiễm mà có thể phòng ngừa được. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin Nóng Sài Gòn sẽ được phát sóng hàng ngày vào lúc 19 giờ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.